Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri. Vì thế các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đông cho đầy đấu của các cha ông các ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vẫn khiển trách những người biệt phái, luật sĩ giả hình. Những ngày qua chúng ta nghe Chúa Giêsu đã lên án về họ, Chúa than trách về họ bởi vì thói sống giả hình của họ. Ngày hôm nay lời khiển trách đầu tiên cho chúng ta thấy đó là những mồ mả tô vôi. Khốn cho các ngươi vì các ngươi giống như những mồ mả tô vôi, có vẻ bên ngoài tốt đẹp nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ nhơ nhớp. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh những nấm mồ là thói quen ở Jerusalem. Hàng năm khi đến gần đại lễ vừa qua, những người ta quét vôi lên những mồ mả để cho chữ khách hành hương, họ đi ngang họ không dẫm phải vào và phải bị mắc ô uế theo luật của Môi-se mấy ngày, một tuần lễ. Và sự thối nát của thối giả hình và sự thiếu trung tín của giới luật sĩ đã che đậy bởi cái vỏ xinh đẹp là người công chính. Cái điều thứ hai đó là xây mồ cho các tiên tri. Khốn cho các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính. Một mặt họ xây mồ cho các ngôn sứ để phản đối chuyện tổ tiên mình đã sát hại các vị ấy, nhưng mặt khác họ căm thù chính Đức Giêsu là đấng mà các ngôn sứ đã loan báo. Như thế chẳng những cha nào con nấy hay sao, mà còn tệ hơn tổ tiên của họ nữa. Việc làm của họ đã đông cho đầy đấu của cha ông họ, vì tổ tiên của họ đã giết ngôn sứ, còn họ thì họ đã giết chính đấng Mêsia. Qua những điều đó cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã lên án thối đạo đức giả hình, chỉ có vẻ bề ngoài thôi nhưng bên trong thì chứa đầy những mưu mô xảo trá. Ở đây cho chúng ta dừng lại một chút, chúng ta có suy nghĩ hình ảnh của những người biệt phái và luật sĩ mà ngày hôm nay Chúa lên án, những ngày qua Chúa lên án, Chúa than thở về thối giả hình của họ. Chúng ta cũng mang dáng dấp cũng giống như những người biệt phái và luật sĩ. Chúng ta cũng mang trên mình những thói giả hình, những lắt léo của chúng ta trong đời sống. Nhiều khi vì một món lợi nào đó, vì một điều gì đó mà chúng ta tạo cho mình một cái sự, một cái vỏ bọc bên ngoài xảo trá, giả hình, để rồi mưu cầu đạt lấy mục đích của chính bản thân chúng ta. Ngày hôm nay Chúa lên án để rồi chúng ta thấy phải tỉnh thức, nhìn lại đời mình. Chúng ta luôn được mời gọi sống công chính, sống cho sự thật, như mẫu gương của Gioan Tẩy Giả. Ngày hôm qua chúng ta mừng nhớ ông đã sống cho sự thật, để rồi ông chết cho sự thật. Cái giá phải trả cho sự thật là đúng như thế, chết và đánh mất mạng sống của mình. Xin cho mọi người chúng ta ý thức rõ ràng bổn phận của mình là người Kitô hữu. Chúng ta cũng cần sống chân thật,
sống chân thật, là chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng chân thật mà, là đấng duy nhất thánh thiện, công chính. Thì mọi người chúng ta, tại sao chúng ta là con cái, chúng ta không bắt chước người cha, nhưng lành của mình là Thiên Chúa. Chúng ta đừng xây dựng cho mình một cái hình tượng bên ngoài, một cái vỏ bọc xảo trá, ngụy biện, mà bên trong của chúng ta đầy những âm mưu, những lừa lọc, những mưu toan hại người. Nhiều khi có những vấn nạn mà người ta cũng hay thường kể cho nhau nghe. Thấy vậy nhưng mà không phải vậy. Nhiều khi người ta tốt với mình quá, nó cũng có một mục đích nào đó. Hoặc chẳng hạn, nhiều khi người ta tâng bốc mình lên quá, nhưng trước mặt mình thì người ta tâng bốc mình, người ta nâng đỡ, người ta làm đủ mọi trò. Bởi vì nhiều khi cái người đối diện của chúng ta thấy chúng ta có một cái địa vị gì đó chẳng hạn, họ tâng bốc, nhưng rồi sau lưng họ không dám nói sự, không có như thế. Và họ nhiều khi bêu ríu, nhiều khi nói xấu, nhiều khi nói những điều rất là tệ hại về chính bản thân chúng ta. Cho nên qua lời Chúa ngày hôm nay, mời gọi mọi người Kitô hữu là con cái của Thiên Chúa, là những người có trong mình đạo Chúa, là đạo tình yêu chân thật, phải xuất phát từ tận đáy lòng, sống sự thật. Bởi vì Chúa nói rằng sự thật sẽ giải phóng anh em. Khi chúng ta sống sự thật với nhau, chúng ta sẽ được đẹp lòng nhau. Và đó biểu hiện sự chân thành của mỗi người chúng ta, và cho chúng ta cũng đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn chúng ta, Ngài thấy rõ những khuyết điểm, những lỗi lầm của chúng ta. Hãy xin Ngài soi sáng và thức tỉnh để chúng ta nhận ra những yếu đuối và sai lầm của bản thân, thẳng thắn nhìn nhận và mau mắn sửa đổi. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục lên án những lối sống đạo đức giả hình của các kinh sư và các người Pha-ri-siêu, vì họ chỉ lo giữ sạch sẽ bên ngoài mà không lo giữ sự sạch sẽ trong tâm hồn. Họ lo rửa tay rửa chân mà không rửa lương tâm. Trong lòng họ ấp ủ những ý đồ xấu xa. Những lối sống đạo đức giả hình đó làm cho Chúa Giêsu không bằng lòng. Ngài gọi đó là những mồ mả tô vôi. Bên ngoài thì sơn phết đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy những xương tàn hôi hám. Khốn cho các ngươi! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, ở bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy rẫy xương người chết và mọi thứ dơ nhớp. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh những nấm mồ, là do thói quen ở Jerusalem, hàng năm khi gần đến ngày đại lễ vượt qua, người ta quét vôi lại có ngôi mộ cho khách hành hương thấy rõ, để tránh kẻo đụng vào mà ô uế cả tuần. Những người kinh sư và pha-ri-siêu họ sống giả dối bên ngoài, nhưng bên trong thì đầy tâm địa ác độc. Tương tự như ca dao Việt Nam có câu: ngoài miệng thì nói Nam Mô, trong lòng thì chứa một bồ dao gầm. Nhìn vào cuộc sống hôm nay, có thể chúng ta cũng cảm nghiệm được cái lời kết án của Chúa Giêsu không chỉ nói về ngày xưa, mà còn nói về cả những người đời nay nữa. Phương thế duy nhất để tránh những lời kết án của Chúa là nhìn thật vào mình, để ăn năn, để khiêm tốn, để can đảm bỏ đi cái mặt nạ giả dối mà chúng ta vẫn quen có từ xưa. Chúng ta đừng là những người chỉ có bề ngoài mang danh hiệu là những người đạo đức, mà bên trong thì đầy những sự xấu. Bên ngoài chúng ta có những hình thức đi nhà thờ sống đạo, nhưng bên trong của chúng ta thì sống không có lời Chúa, không có niềm tin. Anh chị em thân mến, nhiều khi chúng ta tìm đủ mọi cách để che đậy những chuyện xấu xa, khuyết điểm, lỗi lầm của mình, của gia đình, để bên ngoài
nhìn có vẻ đạo đức hơn người khác. Điều khó hiểu là chúng ta cứ lên án những thiếu sót mà chính chúng ta không áy náy gì đến lỗi lầm của chúng ta. Hơn nữa, nhiều khi chúng ta giỏi che đậy nên không thấy những khuyết điểm của mình. Vì vậy chúng ta lại an tâm bình chân như vậy để lún sâu vào cái con đường tội lỗi. Nhưng xin nhớ rằng chúng ta có thể che giấu được bằng những biện pháp tinh vi xảo quyệt để che mắt người đời. Nhưng với Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi nơi bí ẩn, Ngài biết hết và biết rõ từng lỗi lầm chúng ta, từng cái kẽ sâu trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời chúng ta hãy sống thật tâm với lòng mình. Đừng giả dối nhân đức, cũng không được nhân danh đạo đức để chà đạp anh em. Nếu chúng ta không lo sám hối thì sẽ rơi vào tình trạng ấy. Chúng ta sẽ không khác gì những người luật sĩ, những pha-ri-siêu để bị Chúa nguyền rủa: khốn cho các ngươi, những luật sĩ và biệt phái giả hình, khốn cho các ngươi là những người đang theo tà, những linh mục, tu sĩ và những Kitô hữu giả hình, tất cả chỉ là mồ mả tô vôi. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta phải chân nhận rằng cuộc sống hiện đại với nhiều phát triển khôn lường và không thể kiểm soát khiến chúng ta hơn một lần cảm thấy bối rối, lo âu, thậm chí là nạn nhân trực tiếp vì không biết đâu là giả, là thật liên quan đến mọi thứ trong cuộc sống, như thông tin giả, hàng giả, trái cây, thức ăn đầy chất hóa học, linh mục tu sĩ giả, công an giả, nhân viên ngân hàng giả để lừa tiền, lừa bạc, của cải của người khác, vân vân. Trích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh Matthew tiếp tục trình bày cho chúng ta những lời khiển trách của Đức Giêsu dành cho những kinh sư và pha-ri-sêu vì thói giả hình, đạo đức giả của họ bằng những lời xem ra khá nặng nề. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người pha-ri-sêu đạo đức giả. Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ồ uế. Những thói đạo đức giả ấy rất dễ làm cho người mà họ hướng dẫn bị ồ uế, ô nhiễm. Nói như thế là bởi vì tại Palestina thời đó, người ta có thói quen quét vôi trắng các mồ mả, nhất là vào dịp lễ vượt qua, để khách hành hương nhận ra và tránh xa để khỏi bị nhơ uế ngăn trở cho việc phục tự. Đức Giêsu có ý khiển trách những kinh sư và người pha-ri-sêu chỉ lo tốt mã bên ngoài, nhưng cái vẻ bề ngoài đạo đức của họ không che giấu được những tính xấu bên trong như óc háo danh, tham lợi, bất công, kiêu căng, nhỏ nhặt, ti tiện và ích kỷ của họ. Hơn thế nữa, sự giả hình của các kinh sư còn đi tới mức độ một đảng họ tỏ ra phàn nàn, phản đối chuyện tổ tiên của mình đã sát hại các ngôn sứ của Chúa. Cho nên các kinh sư đã xây mồ mả cho các vị này. Nhưng đảng khác thì cha nào còn nấy, họ còn có tâm địa tệ hơn tổ tiên của mình. Đó là căm thù, bắt bớ và giết chết chính đấng mà các ngôn sứ đã loan báo. Nghĩa là người xưa tổ tiên của họ chỉ giết các ngôn sứ, còn các kinh sư và người pha-ri-sêu lúc này rồi sẽ giết luôn chính đấng cứu thế, đấng Mê-si-a. Ước chi trích đoạn tin mừng hôm nay cũng là lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta biết duyệt xét lại cùng cách sống đạo, sống đức tin của chúng ta trong sứ đạo của mình, trong gia đình của mình. Rất có thể và lắm khi vô tình hay hữu ý, chúng ta đã có những lối sống, thái độ, lời nói giả hình, đạo đức giả, gây gương mù, gương xấu, cách này hay cách khác cho những người sống xung quanh mình. Khi chúng ta sống đạo vụ hình thức, trốn tránh trách nhiệm, không trung thực trong bổn phận, trách nhiệm và vai trò của mình.
lạy Chúa, xin ban thần khí Chúa đến để đốt cháy những thói giả hình bên trong và bên ngoài của chúng con, đồng thời ban cho chúng con trái tim chân thành và kiên trung sống theo lời Chúa dạy trên hành trình tiến về vương quốc yêu thương của Chúa. Amen. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Chúa trời con. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương nhân loại, biết Chúa là tao hoa, là đấng sinh. Chúa là ngôi hay đã xuống trần gian vì con, biết Chúa thương con nhiều, không chấp con bao tội, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang. Con là phần hèn tay trắng hư không, biết con cần tay Chúa cao sang quyền uy, phúc cho con dường nào Chúa không chê phận nghèo, Chúa cho con làm bạn với người phúc sao. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với những khiển trách của Đức Giê-xu dành cho các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả. Khốn cho các người
Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả, các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ổ uế. Có rất nhiều mồ mả nằm dọc theo các con đường ở Palestine. Vì thế, người ta thường quét vôi các ngôi mộ cho mọi người thấy rõ mà tránh, kẻo đụng vào sẽ ô uế cả tuần. Những ngôi mộ đó bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Đức Giê-xu mượn hình ảnh này để nói về các kinh sư và người Pha-ri-sêu, vì tất cả hành động của họ ở bề ngoài là hành động của những người sùng đạo, nhưng tâm tình bên trong thì đầy tội lỗi. Thay vì chú toàn bổn phận hướng dẫn dân chúng sống theo sự thật, theo lề luật Chúa dạy, thì họ lại làm cho dân chúng xa lánh Chúa vì lối sống đầy gương mù, gương xấu của họ. Sự đạo đức giả của các kinh sư và người Pha-ri-sêu còn đi tới mức độ một đàng họ tỏ ra phản đối chuyện tổ tiên mình đã sát hại các ngôn sứ, cho nên mới xây mộ cho các vị này. Nhưng đằng khác thì họ còn có tâm địa hơn tổ tiên vì đã căm thù chính đấng mà các ngôn sứ đã loan báo. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả, các người xây mộ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Đức Giê-xu đã không hài lòng với sự giả hình của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, và người dùng một câu vừa thách đố vừa báo trước về cái chết của người, đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Người xưa chỉ giết các ngôn sứ, còn các kinh sư và người Pha-ri-sêu bây giờ thì giết chính đấng Mê-si-a. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Đức Giê-xu hằng muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Do đó, người lên án thói đạo đức giả cùng lối sống giả hình của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, vì nó như một thứ virus ẩn nấp trong bóng tối, mê hoặc người khác bằng những lời dối trá cùng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Chỉ có một cách để tránh không bị lây nhiễm thứ virus ấy, và đó là cách thức mà Đức Giê-xu đã dạy chúng ta. Hãy cầu nguyện. Đức Giê-xu không muốn giả hình. Lời cầu nguyện đích thật là những gì đang diễn ra trong nơi sâu thẳm của nội tâm, không thể dò thấu, chỉ có Thiên Chúa mới thấy. Cầu nguyện không có sự giả dối. Trước mặt Chúa không mưu mẹo nào có sức mạnh. Chúa biết chúng ta như thế nào. Chúng ta chỉ có thể che mắt con người, nhưng không thể đánh lừa Thiên Chúa. Cầu nguyện sẽ cứu chúng ta thoát ra khỏi tính đạo đức giả, ra khỏi tính thiêng liêng bề ngoài. Nếu không có cầu nguyện, chúng ta sẽ mãi chơi vơi giữa cuộc hành trình và chẳng bao giờ tiến tới được ánh sáng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin chở che chúng con, để chúng con đừng trở nên những kẻ giả hình, để chúng con đừng rơi vào kiểu sống lãnh đạm dửng dưng. Amen. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin tràn chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài tầm
luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng còn ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày còn sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin trắng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa, nguồn ánh sáng. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con chỉ là con khi sông tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu tỏa làng, vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 23 từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi giống như mồ mã tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri. Vì thế các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đông cho đầy đấu của cha ông các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, sách Cổ học Tinh Hoa có chép câu chuyện xảy ra tại Hàng Châu như sau. Có một người bán trái cây đã tìm ra được bí quyết giữ cam được lâu ngày mà vỏ cam luôn đỏ hồng. Ông bán với giá đắt, thế mà thiên hạ vẫn tranh nhau mua. Có người mua được một trái, đem về bóc ra, mới vỡ lẽ rằng bên trong chỉ là một trái cam thối. Người đó bèn đem lại cho người bán và mắng nhiếc thậm tệ. Người bán cam mới bình tĩnh nói: Tôi làm nghề này đã lâu, tôi bán và người ta mua, không ai than phiền, chỉ có ông mới kêu ca. Thiên hạ giả dối nhiều, chẳng riêng gì tôi. Ông thật chẳng chịu nghỉ cho đến nơi đến chốn. Này thử xem, người đeo hộ phù áo giáp, hùng dũng như một quan võ, nhưng kỳ thực
không biết họ có giỏi võ được bằng Tô Tần Ngô Khởi không? Còn người đội mũ cao, đóng đai dài, trông giống như một quan văn. Nhưng liệu họ có giỏi được như Y Doãn Cao Giao không? Giặc nổi lên không biết dẹp, dân khổ không biết cứu, quan lại tham nhũng không biết trừng trị, pháp hộ hỏng nát không biết sửa đổi, ngồi không ăn lương không biết xấu hổ. Thế mà lúc ngồi công đường, đi xe ngựa, uống rượu ngon, ăn cao lương mỹ vị, ôi về hách dịch vô cùng. Ngắm bề ngoài như vàng như ngọc, mà bề trong chẳng như đã hỏng nát là gì. Ông không chịu xét những hạng người ấy, mà lại đi xét quả cam của tôi. Quả thật, trong cuộc sống có quá nhiều sự giả hình, mà sự giả hình gây hậu quả nghiêm trọng nhất chính là sự giả hình trong giới lãnh đạo. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục khiển trách giới lãnh đạo tôn giáo thời của Ngài là những người luật sĩ và biệt phái. Ngài so sánh họ với mồ mả tô vôi, bên ngoài thì sơn phết bóng bẩy, nhưng bên trong chỉ là những xác chết hôi thối. Họ mang bên ngoài cái vỏ bọc đạo đức, nhưng lòng dạ họ thì chất chứa gian tà. Họ chất gánh nặng lề luật lên vai người ta, còn chính họ thì không muốn lay thử dù chỉ một ngón tay. Thiên Chúa không thích sự giả hình gian dối, Ngài yêu chuộng sự thành thật ngay thẳng, bởi vì Ngài là chân lý, nơi Ngài hành động và lời nói chỉ là một. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên tự bản chất con người hướng về chân lý, hướng về sự thiện. Tìm kiếm và thực thi chân lý là một bổn phận đã được khắc sâu trong lòng con người. Đi ngược với đòi hỏi ấy là tự chối bỏ chính mình, và như vậy cũng khước từ Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng và thức tỉnh chúng con để chúng con nhận ra sự yếu đuối và giả hình nơi chúng con. Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận, mau mắn sửa đổi và dám sống chân thành với Chúa và với mọi người. Amen. Con chỉ là con khi sống tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu tỏa lan, vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con rất nhiều mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân giáng thế, là chính mẫu mực bước đường đời trung kiên, vui sống thực hiện ước nguyện tình thiên thu. Yeah.
tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống tìm theo nguồn hiệp thông.